Chào mọi người, và hôm nay mình lại trở lại với kênh. Lâu lắm rồi mình chưa trở lại vì mới được nghỉ nghỉ hè và bữa nay thôi. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người cái mặt đèn nháy kiểu cảnh sát bolt. Đây thì cũng khá đơn giản, mình đã thi công trên bo giấy. Chúng ta có thể thay đổi cái nhấp nháy, cái sự điệu nhấp nháy của nó bằng con biến trở này. Đây mặt mình chưa, cái dây này mình chưa có hàn vào nên nó hơi bị lúc có lúc không. Và đây mà chúng ta sử dụng một con IC 4017 4017, một con IC ngay đây 017 là con này, và con NE555 để tạo xung là con này, một con chở 100 ohm. Em này mình không không có 100, mình đã nói tiếp hai con 330 ra 150 là 115 cũng ok. Con biến trở đây là một dạng 100 kg, các bạn có thể sử dụng biến trở từ 50 kg cho đến 100 kg, và 4 và 2 4 6 8 con diode, 8 con diode. Các bạn có thể sử dụng những con diode nhỏ như là 40 là như 4148, những con diode nhỏ nhỏ thì nó sẽ rẻ hơn. Con diode này mình dùng con 4007 và 4 bóng led. Bạn có thể mắc song song nhiều bóng led lên để có thể tăng cái độ sáng của nó. Mặt này sử dụng nguồn 5V. Nếu các bạn muốn sử dụng nguồn 12V thì mình sẽ mình nói sau đi. Đây mình sẽ dẫn biến trở. Đây có một tay khó dẫn. Để mình thấy đèn chớp nhanh hơn nè. Không. Đây. Và đèn chớp chậm lại nè. Đó, chậm lại, chậm lại. Chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại. Nếu các bạn tăng cái con biến trở này lên nữa thì độ chậm có thể chậm hơn hơn cả chậm như vậy nữa. Đây là mặt và nó sẽ thi công trên cái bo giấy. Bo giấy thì rất là rẻ tiền, dễ kiếm, cũng dễ đục lỗ, cũng giờ giờ cũng đẹp, cũng được, nhưng mà hơi bị khó âm cái mặt sau. Đây bạn thấy mặt sau rất là cồng kềnh, dây nhựa tùm lum. Vâng, đây đây mặt trước hai dòm khá ok, mặt sau dòm hơi dở. Và đây là sơ đồ nguyên lý. Chúng ta sử dụng của C555 như mình đã nói. Đầu tiên chúng ta sử dụng mạch mạch tạo xung 555, mạch này rất là quen thuộc rồi. Để mình sẽ viết lại cho mình dễ nhìn. 555 thì chúng ta chân chân số 4, chân số 8. Hai chân này chúng ta nói lại với nhau 4 với 8 luôn luôn là vậy. Ở con ICNE555, chân 4 và chân 8 luôn luôn là chân nối với điện dương. Chân 2 và chân 6 luôn luôn là đấu lại với nhau. Chân 1 luôn luôn là mát, và chân 3 luôn luôn là chân xung ra. Những cái chỉ số khác có thể thay đổi là con VR 50K này. Tùy theo cái tần số xung, chúng ta cần nên thay con VR khác. Đây là con điện trở 100 ohm. 150, đây nghiêng cho 50. Thì hai con 330 nãy mình nói với các bạn rồi. Mình nói song song với nhau thì nó ra. Đây từ chân 4 với chân 8 chúng ta sẽ qua con biến trở qua chân 7. Xong rồi từ chân 7 chúng ta qua con điện trở qua chân 6. Từ chân số 2 nè, qua chân 6 chân số 2 nói lại với nhau thì từ chân số 2 chúng ta nói thêm một con tụ, ở đây là tụ 10 mF. 10 mF. Chân dương ở trên. Chân dương ở đây và chân âm ở dưới 10 mF. Nếu như bạn thay đổi cái chỉ số của con tụ này, dù bạn tăng lên 100 mF đi, sẽ có sự thay đổi đấy. Nếu các bạn muốn thử thì các bạn có thể thử biết sự thay đổi nó như thế nào. Các bạn có thể tăng lên 100 mF. Đó, các bạn có thể sẽ cảm nhận sự thay đổi của nó. Đây mình không nói đâu, các bạn tự thử đi sẽ thấy cảm giác cà phê. Và chúng ta chân dương trên, chân âm ở dưới. Nếu các bạn muốn sử dụng làm thì dùng 10 mF. Chúng ta sẽ vào chân xung số 3 qua bên chân số 14 của con C4017. Chân số 16 nói với điện dương 5V. Rồi chân số 13 thì nói với mát. Chân 13 nó mát, chân số 8 nó mát. 13 mát, 18 mát, 15 nói với số chân số 11. Đây là những chân cho xung ra. Đây.
chân 3, chân 2, chân 4, chân 7, chân 1, chân 5, chân 6, chân 9 là những xung, là những chân cho xung ra. Thì đây xung mình bỏ nha, chân này mình bỏ rồi. Ở đây chúng ta sử dụng bước này diode nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ mắc bỏ một con lấy một con này, thấy không? Chữ số 3 diode. Di động có diode chân rồi. Chữ số 3 diode nó dưới chân số 4. Nè. Các bạn để ý nha. Và chữ số 2 nói với chân số 7. Để cho người ta nói gì để cho nó tạo cái độ nhấp nháy nó liên tục với nhau cái giữa các chân. Nó tạo ra cái gì đó nó hay hơn đối với mạch đa hài, nó chớp giống như đèn cảnh sát hơn. Đây nó chớp như là chớp hai lần rồi nó mới chuyển qua một cái đèn khác á. À đây ta nói dần điện chân số 1 nói với chân số 6, chân số 5 nói với chân số 9. Thì bạn nào có thắc mắc thì cứ liên hệ Zalo mình ha, mình sẽ để số điện thoại chỗ mô tả video. Đây này, này thì con xe này nó nhận xung từ con 555. Rồi nó còn nó chia ra từng ngõ. Ngõ này có hay ngõ kia tắt hay ngõ này có gì đó. Thì nó cứ chia ra vậy thôi. Đây là điểm nó điểm xung từ chân số 3 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tới 10 lần nhưng mà ở đây mình không dùng tới 10 đâu. Ở đây mình dùng có hai loại đèn thôi mà. Đây là những bóng led. Đây. Mắc cho đúng chân ha. Đây là cột điện trở này. Nếu các bạn dùng dùng nguồn 5V thì điện trở ở đây là điện trở 100 ohm. Nếu các bạn dùng nguồn 9V thì cũng có thể là 100 ohm thì cũng được, mà rất cũng hơi nguy hiểm ha. Có thể dùng điện trở 220 ohm. Nếu các bạn dùng nguồn 12V như nào thì mạch này chúng ta thường sẽ gắn vào trong xe máy, đúng không? Xe máy đi chơi chẳng hạn, để gặp mấy anh công an để mình uống trà đồ chẳng hạn, thì mình sẽ thay đổi một tí. Ví dụ nguồn 12V từ bình ắc quy xe máy, chúng ta sẽ thay đổi ở đây thêm một con điện trở ở đây, ở nguồn vào thêm một con điện trở ở đây. Nếu là 12V thì nguồn vào chỗ này thêm con điện trở 1 ký, một ký để trong chỗ nguồn dương này nha. Mình đã test rồi, bạn cứ yên tâm, mình đã làm ok. Một ký chỗ nguồn dương để cho nó hàng dòng cho hai con IC nó đỡ phải mệt. Và chỗ này chở led chúng ta phải dùng thêm 1 ký luôn ha, không dùng 100 hay là 220 nữa, ta dùng 1 ký luôn. Dùng những con điện trở nhỏ thôi, con nhỏ gì nè chứ đâu không cần to đâu, mình đã test rồi các bạn cứ yên tâm. Rồi nói chung là nếu muốn uống trà hay là chạm anh cảnh sát thì cứ lấy mạch này và chạy ngoài đường thôi. Lần sau mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái mạch tạo ra cái âm thanh giống như còi cảnh sát gì đó cho chẳng hạn, mà nhưng mà đó sẽ là cái video sau. Video này mình tới đây thôi, bạn có thắc mắc thì cứ liên hệ hoặc là comment ở dưới video, liên hệ qua cái Zalo của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nhớ like subscribe cho mình nha. Thank you very much.